Russia bắt băng cặp lực thông mà phải bay kinh nâng toát chiến mùi phần nẹ nông sân kriêm mà phải buôn mong cần lo mọc nít. Gansberg, mùi chanh, cầm rắc bì phúc lô. Gansberg, a real German premium beer. Russia bắt băng cặp lực thông mà phải bay kinh nâng toát chiến mùi phần nẹ nông sân kriêm mà phải buôn mong cả bì thái tì đập rằm buôn mít thụ nà. Còn toát Ukraine nâng ra xuống cả bì chế ra bọc bởi tình đi bàn an thả. Còn toát Russia bắt băng propon cầm lực thông giang tích mà phải bay cường nâng bắt băng toa chương mùi phòn nè nơi khăn ông dừng kìm rời dạp về mà phải buôn màu nơi chân lọt ngay tì đập rằm buôn tì mà phải mít thô nà đi nơi xin nà tì kà rà bọc con toa Ukraine bàn ai đăng thả con toa rà bọc tì krong Moscú bắt băng mùi phòn đập nè nơi khăn ông dừng kìm mà phải buôn màu nụ hai nơi bình nì kì rộp khinh thả chùm luôn con toa rà bọc rùsì đại bắt băng nơi lưu xa bọc phùm nhìn tức đây Ukraine cứ họ làng mà phải bì mơn mùi phòn buôn rồi học sập nè chạp tăng bì khai công phép chân năm bì phòn mà phải bì mọc nụ con toa rà bọc vì miền cầm lăng và tám đầm năng mọc tha bàn bắt băng rà phòn cầm lưu thông họ làng bày phòn bà mây rơi bạch sập bà mây cử nực nông bê chì mùi khí nìa nê dân kìm rìa bì đập bà mùi khai mọc nì tù xa nào đây nhu suýt mần chỉ mùi nông phía kia là bác con tàu Russia nụt tỷ. Cả bị thay chăn, Russia an thả. Ukraine bắt bắt băng tòa giang tích bà mùi rơi xam sắp nẹ. Ông lòng này sân kriêm bà mạng thay mộc nỉ. Hồi thì con Moscú an thả bắt băng cầm tích bà bọn cầm lực thông rồi bà Ukraine đào tư bàm bọn mà rơi học sắp bay cửng. Cứ rìa phêl đập bà mùi khai mộc nỉ. Tù xa nào đây Newsweek bắn chọc sai đuổi nỉ. Đời an thả con tòa Russia. Nâng ra xuống cả phía chế rô xì bàn thư à thà thị bài bằng chạy được đi. Đàm rìa xa email mà căn tù xa nào đây như suy. Bà bọn cầm lương thông cứ chì à vụt đá tù nít tì đào xâm khăn được nông sân kìm rô xì nâng Ukraine. Đại nâng bì nì tòa bà bà rô xì cái đây tòa bà Ukraine cái đây. Chăm bạch bà bà à vụt bà phết nì nông ca vui ơn ra cung. Đàm bây ca phía tắc đây nâng rô cho tờ tì tăng rồi bỏ sát trời rừng rừng lưu ní. Sân kriêm nâng nông bởi tí Ukraine ní. Vì mơ tớ đôi chí sân kriêm bỏ bọn cầm lực thông. Ní bởi dông tam mà chạm mân đô xa rõn ám rách đám bay sạc xa dư tà xa nâng ơn rạ chít. Dông tam nè vi phía mân nè nây mà chạm mân đô sạc xa ơn rạ chít ní. Ba nâng thả. Cá bất nâng bê ní. Vì chiên đo đâm nạc ca nây sân kriêm vì bỏ trung trí thông đại Ukraine rong chăm dù nằm mặc hỏi. Hồi là đi, việc công bông bà bà tư đại ca vi bỏ đi chạp đám hỏi. Nếu vì phía rung đi, bàn bà bà tư sân áp rây như suy tiết thả. Cả nạn đi, Ukraine công bông tay sớp ân kết rốt tí tăng ngôi khinh thật ta ở Russia. Vì bà hà mong lưu tức đây Ukraine cho chương nữ đồng bọn nạc lạc. Hồi, Ukraine nâng bằng ca vi bà hà cho tư đồng bọn đục. Tại lục thả tăng Ukraine nâng Russia bắt băng tòa nơi âm lòng này dân kriêm bị bỏ rồi bỏ Ukraine cứ miền prai khỉ. Phì kỳ tăng pi, phía diêm, rồi cho đôi khỉa tịnh nước tỷ nơi sai kriêm chung mộc rồi bỏ phù kỳ. Bạn tay, lúc tên tu sổ thả, con tòa Ukraine miền priếp chương con tòa Russia bằng tạch nơi xa mà rộp phùm mùi châm đuồn. Tại xa mà rộp phùm khlạc có trang bàn con tòa Russia về ca phía khuôn rồi bỏ phù kỳ bàn phong này. Tù chí ca vi bỏ bỏ Ukraine miễn sắp hiếp khăn nhàng nạc rồi đúng. Ano ra mặt trời cơ xuống ca phí chết Ukraine Hana Malaya bàn dây thả. Russia bắt băng thôn thôn đó. Bàn dây phí sân kriêm vi bỏ rìa phí bàm phí thay chông cơn đi. Cả nạ đại Ukraine bằng cơn ca vi bỏ nhàng khăn nơi phí khăn tâm ông nơi phí khăn cơn bởi tì. Hơi thà Russia bắt băng tốp mà đọt bê đi vì họ lăng đào tớ buôn buôn bàm mùi rồi nẹ nọc. Lúc xây bàn với chết tiệt thả. Ca vi bỏ bỏ con tông Ukraine miễn sắp tu khăn rốt đo vi dọc bàn phùm không chết trơn. Sở mở phùm chết trơn rồi bác tông Russia vì bọn bay sai ca phía đâm nạng ca tí bì rồi bác Russia tiệt phỏng. Cả xuống ca phía chết ông Clea Nó Vinh bàn dây thả. Phía kỳ tăng phí nơi bế đi bằng ca ơn ca bà rượt khí đòi mần rực tí tăng nụt tí. Sở mở Russia tí riêng bằng ca phía khuôn chí địch nơi cụp sở mở phùm tiệm ọ. Tại sở mở phùm bác mụt nơi bế đi vì chỗ đó chôm nơi cất ảnh thật ta Russia nâng cụm tiên dì chân ổn ai ca phía bác mụt bàn cầm rật nà nơi bà mạng thay tiết đi. Bác mụt thật nâng khăn ông khai đô nhẹc phía khăn cài bà tì. Để nơi tí ni, cơ đồng tiên dì chân ôl nâng con tòa rà bà rù xì vì dọc bàn phía Ukraine kà phía trong khai ưu sơ phì. Bên tay, cơ đồng nẹ bì phía nây
ក្រុមវិទ្យាស្ថានសិក្សាសង្គ្រាមដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Washington មើលឃើញថាបាក់មូតមានផ្ទៃដីតែត្រឹម40គីឡូម៉ែត្រក្រឡាប៉ុណ្ណោះដែលរុស្ស៊ីវាយយ៉ាងលំបាកបំផុតមុននឹងយកបានបាក់មូតនេះហើយឥឡូវនេះកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីកំពុងតែលំបាកក្នុងការការពារបាក់មូតនេះមិនដឹងថាតើអាចការពារបានដែរឬទេនៅប្រមាណថ្ងៃទៀតនេះបើទោះជាទីហ៊ានស៊ីឈ្នួលនៃក្រុម Wagner Group ស្ថិតនៅជាមួយនៅទ័ពរុស្ស៊ីក្រៅនោះ ISW វិជាស្ថានសិក្សាសង្គ្រាមមើលឃើញថាមានដូចជាមិនទាន់អ្វីផ្លែកច្រើននោះទីដែលអ៊ុយក្រែនបើកការវាយលុកទ្រង់ទ្រីធំដើម្បីរំដោះទឹកដីពីរុស្ស៊ីបុកវិញនោះហើយគេមិនអាចដឹងថាតើការវាយបកទ្រង់ទ្រីធំរបស់អ៊ុយក្រែននឹងបិទបញ្ចប់នៅពេលណានោះទីសង្គ្រាមមកដល់ពេលនេះវាចុះដល់16ខែហើយក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍និងអ្នកវិភាគនៃវិទ្យាសាស្ត្រសិក្សាសង្គ្រាមនេះនៅតែមើលឃើញថាសង្គ្រាមនេះមិនងាយបិទបញ្ចប់នោះទីបើអ៊ុយក្រែនមិនវាយលុកទ្រង់ទ្រីធំចូលទៅទីតាំងមួយផ្សេងទៀតគឺដូចជាអពធិគ្រីមៀផងដែរនេះក្រុមអ្នកវិភាគនេះមើលឃើញថាបើទោះជារុស្ស៊ីទប់ទល់បានត្រឹមតែនៅភាគខាងកើតនិងភាគខាងត្បូងក៏សង្គ្រាមនៅត្រឹមតែភាគខាងកើតនិងភាគខាងត្បូងនេះទីតែអ្នកជំនាញផ្នែកយោធាខ្លះមើលឃើញថាការដែលអ៊ុយក្រែនវាយកបានទីតាំងរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីក្នុងលក្ខណៈនៃការវាយបកនេះហើយយកបានរហូតដល់ទៅជាង1130គីឡូម៉ែត្រក្រឡានោះវាជាការកត់សម្គាល់មួយផងដែរនៃភាពខ្លាំងរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនដែលទីបំផុតមហាអំណាចមួយត្រូវបានវាយខ្ទប់នៅពេលនេះ1945ជាសារព័ត៌មានរបស់អាមេរិកបច្ចុប្បន្ននេះបានធ្វើការវិភាគនិងអត្ថាធិប្បាយដោយហៅទ័ពរបស់រុស្ស៊ីថាជាខ្លាក្រដាសព្រោះពេលនេះរុស្ស៊ីជាមហាអំណាចយោធាលំដាប់ទី2បែរជាធ្វើសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនជាប់នឹងព្រំដែនរបស់ខ្លួនប្រើប្រាស់ទ័ពយ៉ាងសម្បើមហើយបាត់បង់ទ័ពយ៉ាងសម្បើមនេះបាត់បង់សាពាវុធយ៉ាងសម្បើមនេះរហូតដល់រុលចូលទៅទីតាំងណាមួយពុំបាននៅក្នុងទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនត្រឹមតែវាយកបានហើយត្រូវគេវាយបកវិញវាពុំមែនជាមហាអំណាចនោះទេ1945មើលឃើញថាចំណុចខ្សោយរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីមានចំណុចដែលត្រូវចងចាំនោះគឺទី1អសិលធម៌និងភាពមិនច្បាស់លាស់នៃការធ្វើសង្គ្រាមរបស់ខ្លួនថាតើកងទ័ពទាំងនោះធ្វើសង្គ្រាមដើម្បីអ្វីនោះទីទី3កងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីពួកគេមិនប្រកាសថាបានជោគជ័យនៅត្រង់ត្រឹមតែវាយនៅក្នុងទឹកដីនៅភាគខាងត្បូងនិងភាគខាងកើតនោះគឺមិនឆ្លើយតបនឹងផែនការរបស់មេរណោមទីក្រុងមូស្គូនោះទីម្យ៉ាងទៀតដំណាក់កាលនេះគេមើលឃើញថារុស្ស៊ីដែលលើកទ័ពចូលទៅលុកលុយប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះវាចំពេលដែរអ៊ុយក្រែនពង្រឹងស្មារតីខ្លួនបានយ៉ាងរឹងមាំជាមួយនឹងជំនួយរបស់ពួកប្រចាំប្រទេសនេះនាំឲ្យរុស្ស៊ីអាម៉ាស់មុខបំផុតជាមួយនឹងការដែរមិនអាចធ្វើសង្គ្រាមឈ្នះទៅតាមផែនការរបស់ខ្លួននោះដូចនេះរុស្ស៊ីនៅពេលនេះបើទោះជាមានសភាវុធធុនធ្ងន់និងទំនើបក៏ដោយវាស្មើនឹងការដែរប្រើប្រាស់កងទ័ពมันមានយុទ្ធសាស្ត្រត្រឹមត្រូវវាដូចជាស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃចំណុចខ្សោយវាមិនស្ថិតក្នុងចំណុចដែលត្រូវកត់សម្គាល់ថាជាមហាអំណាចពិតប្រាកដនោះទីLet me tell you the story. Canberra, a real German premium beer. Pizza, doi ca, tu tu, khó trừ.